và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Dàn sao Việt khủng nô nức súng xính váy áo đến dự đám cưới Thu Thủy và chồng kém 10 tuổi. Đông đảo nghệ sĩ Việt có mặt trong đám cưới Thu Thủy thành phố đều là những người bạn thân thiết với nữ ca sĩ, đã dành thời gian đến chúc mừng đôi uyên ương. Vì đây là một ngày vui và ý nghĩa đối với Thu Thủy, Kim Nguyễn, nên nhiều nghệ sĩ đã dành thời gian đến chúc phúc cho họ. Sau khi thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Tư Gia, thì Thu Thủy, Kim Nguyễn đã chính thức tổ chức buổi tiệc mừng vào hôm 17 tháng 7 hôm qua ở một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây từng diễn ra khá nhiều sự kiện của người nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tại đây, không gian được xây dựng y hệt như một khu vườn tình yêu với hàng nghìn bông hoa rực rỡ. Nếu ban sáng tông màu vàng làm chủ đạo, thì buổi tối màu hồng bao trùm mọi ngóc ngách để tạo nên sự ngọt ngào dịu dàng. Đây cũng là màu sắc yêu thích của nữ ca sĩ. Được biết, ekip của Thu Thủy đã mất 3 tuần để lên ý tưởng, chuẩn bị dụng cụ và hơn 1 ngày để bài trí hết từng khâu. Nhưng quả thật không gian đám cưới Thu Thủy tại thành phố đã không làm người hâm mộ thất vọng. Bé Henry được ba Chí đưa đến tiệc cưới. Cô dâu chú rể xuất hiện lung linh trong sự chú ý của mọi người. Cô cũng diện chiếc váy cưới màu hồng ngọt ngào do nhà thiết kế tâm lâm chuẩn bị. Chú rể và con trai cưng cũng bảnh bao trong bộ vest được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả hai nắm chặt tay nhau hôn nhau ngọt ngào. Hai bên gia đình đến khá sớm để tiếp đón các quan khách. Ngoài ra, tại sự kiện này, không chỉ có hai bên gia đình mà còn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ Việt. Ai cũng biết rằng đây là một ngày trọng đại với Thu Thủy, nên họ không thể bỏ lỡ. Các đồng nghiệp như vợ chồng Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Thu Ngọc, Ngọc Châu, Nathan Lee, Anh Đức, Anh Thư, Thảo Trang, Ali Hoàng Dương, Lê Dương Bảo Lâm, Thanh Duy Idol, Nam Cường, Minh Sù, Ái Phương, Kheo Ly đã đến chúc phúc đôi uyên ương. Hai thành viên nhóm Mây Trắng, Thu Ngọc và Ngọc Châu không thể bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này. Cựu thành viên Mây Trắng, anh Thúy hiếm hoi mới xuất hiện tại đám cưới. Phạm Quỳnh Anh, vợ chồng Dương Khắc Linh, Đạt Ri, Nam Cường, Ái Phương và Minh Sù, Anh Thư, Anh Đức, Kheo Ly, Thanh Duy Idol, Trang Trần đưa con gái cưng đi dự tiệc, Lê Dương Bảo Lâm, MC Anh Quân và Ali Hoàng Dương, Minh Thư, Thảo Trang. Vừa qua, gia đình và người thân rất vui mừng khi thấy Thu Thủy đã có được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Ngoài việc đến chúc phúc thì đám cưới Thu Thủy tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là cơ hội cho các nghệ sĩ có dịp ngồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nhã Phương lần đầu tiết lộ về cuộc sống thay đổi hoàn toàn sau khi lấy Trường Giang. Những chia sẻ của Nhã Phương nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả và bạn bè. Sau khi chính thức về chung một nhà vào cuối tháng 9 2018, thời gian qua vợ chồng Trường Giang Nhã Phương luôn thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong khi Trường Giang liên tục trêu đùa than thở, phe vợ mạnh hơn, thậm chí bị vợ siết chặt tài chính khiến anh ra đường không có một xu trong túi, thì Nhã Phương lại tỏ ra khá kín tiếng. Mới đây, nữ diễn viên tuổi thanh xuân bất ngờ chia sẻ tấm ảnh chụp cùng bố mẹ và các anh chị em gái kèm theo những dòng tâm sự về cuộc sống thay đổi sau gần một năm kết hôn. Theo đó, Nhã Phương thú nhận trước đây vì quá mải mê làm việc nên cô thường vắng mặt trong các dịp tụ họp gia đình. Cuộc sống vất vả với những chuyến công tác triền miên khiến nữ diễn viên ít có thời gian dành cho người thân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với Trường Giang, người đẹp đã giác ngộ được nhiều điều nên đã có giây phút thảnh thơi và cơ hội đi du lịch cùng bố mẹ và các anh chị em. Nhã Phương viết, ngày trước chỉ chăm chăm đi làm, mỗi lần đến ngày cả nhà tụ lại thì thường vắng mình, lúc thì đang trên đường đi Hạ Long, lúc thì còn đang bên hàng, lúc thì má ơi con đang bận nha, đến khi nhìn lại mới thấy ba má đã không còn khỏe như xưa, chị em thì đã có gia đình riêng hết cả. Để đông đủ thật khó, với người đẹp, gia sản hay sự nổi tiếng lúc này không thể sánh bằng tình cảm ruột thịt. Chính vì vậy mơ ước của cô to lớn nhất nhưng lại vô cùng giản dị. Giờ bản thân không cầu gì, chỉ mong ba má anh chị em có nhiều sức khỏe bình an. Để đi cùng nhau thật dài, cùng với những dòng tâm sự Nhã Phương nhắn nhủ tới mẹ, cả nhà luôn bên má nè, không có gì để sợ, chỉ sợ không thể đi cùng nhau. Trước đó, Nhã Phương từng thổ lộ trên fanpage những suy nghĩ về cuộc sống của người phụ nữ khi có gia đình. Đến khi thành vợ chồng rồi mà vì áp lực công việc, đôi khi người chồng lại thiếu một chút tinh ý. Thấu hiểu vợ mình dễ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình. Chưa kể sau này có con thì còn nhiều áp lực mâu thuẫn hơn, dễ dẫn đến sự tranh cãi không đáng có nữa.
Phụ nữ dù làm người yêu hay làm vợ, làm mẹ thì vẫn mong muốn được người chồng của mình yêu thương, quan tâm, nhẫn nại lắng nghe để hiểu nhau hơn thôi. Phụ nữ sinh ra xứng đáng để được yêu thương và trân trọng, bà xã Trường Giang tâm sự. Với riêng nữ diễn viên, trong thời gian gần một năm sau khi kết hôn, cô vẫn giữ kín chuyện sinh con nhưng luôn khiến fan an tâm vì tình cảm bền chặt với ông xã. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 5 vừa qua của nhà Phương, Trường Giang cũng tỏ ra hết sức cưng chiều và tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã hoành tráng như đám cưới. Tại sự kiện, nhà Phương cũng gây bất ngờ không kém khi tuyên bố lấn sân lĩnh vực kinh doanh sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Nhã Phương tâm sự, ông xã Trường Giang là người đã hỗ trợ hết mình khi cô lớn sang lĩnh vực kinh doanh. Hướng đi mới trong sự nghiệp có lẽ giúp Nhã Phương tự tin hơn về cuộc sống riêng, cũng như cân đối thời gian cho gia đình. Mạc Văn Khoa hát hit 15 năm của Ân Hoàng Phúc, fan bất ngờ. Lần đầu thể hiện tài lẻ ca hát, thánh lầy Mạc Văn Khoa đã khiến fan lo sợ, sắp cướp hit Ân Hoàng Phúc. Mới đây, clip Mạc Văn Khoa ngẫu hứng cover ca khúc đình đám một thời của Ân Hoàng Phúc Vì Sao Trong Lòng Tôi khiến khán giả vô cùng phấn khích. Đặc biệt, nam diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ hơn khi thể hiện trọn vẹn ca khúc hay như ca sĩ. Đây là lần hiếm hoi Mạc Văn Khoa khoe giọng hát của mình với khán giả. Tuy chỉ là ngẫu hứng trên bàn nhậu, nhưng nam diễn viên nhanh chóng nhận được lời khen không ngớt. Nhiều người còn hài hước cho rằng Mạc Văn Khoa đang tính cướp hit của Ân Hoàng Phúc vì quá hợp giọng với bài hát này. Không nghĩ em lại hát hay đến như vậy, nhớ Ân Hoàng Phúc quá, phải nhớ tuổi trẻ nữa, tuổi thơ dữ dội ồ về, 8X 9X mới biết bài này nhé. Hay quá bạn ơi, lâu lắm rồi mình mới được nghe lại, một số bình luận để lại. Vì Sao Trong Lòng Tôi là ca khúc nằm trong album Vol 3 của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc. Bản hit được ra đời cách đây 15 năm trước và đã từng được rất nhiều khán giả thế hệ 8X 9X yêu thích. Bất ngờ nghe được Vì Sao Trong Lòng Tôi với một phiên bản khác khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Được khán giả yêu mến gọi với cái tên thánh lầy, Mạc Văn Khoa luôn coi nét xấu lạ của khuôn mặt mình là công cụ diễn hài hữu hiệu nhất. Ngày càng được công chúng quan tâm, không chỉ ở vai trò diễn viên hài, anh chàng còn thử sức ở các vai diễn viên điện ảnh MC. Nhưng đây lần đầu tiên khán giả có dịp nghe Mạc Văn Khoa hát. Nam diễn viên thường xuyên mua vui cho khán giả bằng những tạo hình gây cười trên mạng xã hội. Tuy là người sống nội tâm và ít tiếp xúc với người lạ ở cuộc sống đời thường, nhưng nam diễn viên sinh năm 1992 lại hoàn toàn khác khi đứng trên sân khấu. Nét diễn duyên tự nhiên cộng với sự giản dị mộc mạc ở Mạc Văn Khoa chính là điều khiến khán giả ấn tượng. Hiện tại sau khi thành công vang dội với vai diễn mang màu sắc hài hước trong Lật Mặt 4 của Lý Hải, Mạc Văn Khoa vẫn chăm chỉ xuất hiện ở nhiều game show giải trí, thử sức với vai trò MC chương trình âm nhạc và đang dần hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Bức xúc vì vợ chỉ cho 2 triệu một ngày và đây là cách Trấn Thành trả thù Hari Won. Trấn Thành than khổ đến nỗi nước mắt chan cơm vì bị vợ quản lý tiền bạc. Trên trang fanpage, nam MC Trấn Thành khiến nhiều người không khỏi bật cười khi đăng tải đoạn clip than khổ vì bị bà xã Hari Won quản lý tài chính chỉ cho 2 triệu một ngày để anh chi tiêu, muốn rớt nước mắt, khổ quá là khổ thưa quý vị, Trấn Thành hài hước chú thích. Trong đoạn clip được đăng tải, Trấn Thành Hari Won đi ăn cùng hội bạn thân. Nữ ca sĩ nhận nhiệm vụ thanh toán cho bữa ăn, Trấn Thành vui vẻ cho biết bữa ăn tổng cộng hơn 2 triệu rưỡi. Nhóm bạn 5 người ăn thoải mái mà vẫn thừa đồ ăn. Tuy nhiên anh nhanh chóng bị bà xã Hari Won bắt bẻ. Cô cho rằng Trấn Thành biết hôm nay vợ trả tiền nên kêu lố. Biết là hôm nay em chia tiền nên ông nội này kêu nhiều quá, Hari Won kể xấu Trấn Thành. Bị bà xã công khai bắt bẻ, Trấn Thành bức xúc lên tiếng. Kêu nhiều cho bỏ ghét, một ngày cho có 2 triệu ghét. Kêu lố hơn 2 triệu cho nó đã, làm quá trời làm mà cho có hơn 2 triệu, nói mà ăn nước mắt chan cơm đó. Trấn Thành gọi nhiều đồ ăn để trả thù bà xã vì phát ít lương. Nam MC cũng hài hước kể lại những lần đi ăn cùng bạn bè nhưng phải muối mặt vì mang thiếu tiền mặt. Nhiều bạn thân của cặp đôi cũng nhắn gửi đến Hari Won hãy cho ông xã nhiều tiền tiêu vặt hơn vì trông anh khổ quá. Trước đó Trấn Thành nhiều lần chia sẻ tự ngày kết hôn, Hari Won giữ tiền và kiểm soát chi tiêu trong gia đình. Lúc đầu anh không quen nhưng sau cảm thấy may mắn vì có vợ quản lý chuyện tiền bạc. Một người tiêu xài không suy nghĩ thì phải có một người biết suy nghĩ, chứng chỉnh mình. Bạn bè bảo tôi đầu tư rất khôn, thay vì mướn thủ quỹ kế toán thì giờ có người giữ miễn phí, Trấn Thành nói. Fan hâm mộ của cặp đôi thích thú. Bình luận động viên an ủi Trấn Thành, anh muốn chị ấy tăng lương thì phải nghe lời chị ấy mới được. Thiết nghĩ chị Harry nên cắt sạch luôn 2 triệu đi, chứ em thấy ảnh đòi nhiều quá. Chịu khổ chút mà được sống bên người đẹp là hơn rồi.
Khổ vì vợ quản lý tiền là một cái khổ hạnh phúc nhất trên đời nhé. Nhiều người ước ao muốn khổ như vậy mà không được á. Anh xin ôi. Lộ ảnh kết phim Về nhà đi con, gia đình Thư Vũ hạnh phúc bên nhau. Khi fan của phim Về nhà đi con còn đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của Vũ và Thư, thì mới đây, hình ảnh vợ chồng Thư Vũ cùng Cubon đang tươi cười hạnh phúc khiến khán giả thở phào. Bộ phim Về nhà đi con thực sự đang tạo ra một cơn sốt rất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Từng diễn biến của các tập phim luôn khiến người khác phải nín thở theo dõi. Bên cạnh đó, mỗi tập phim cũng khiến khán giả phát điên vì những phân cảnh khó đoán, buộc khán giả phải chờ tới tập tiếp theo mới có thể biết được. Có thể nói cái kết của phim Về nhà đi con luôn được khán giả quan tâm. Hiện tại bộ phim Về nhà đi con đã được phát sóng đến tập 65. Sức nóng của bộ phim này vẫn đang tập trung vào câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của Thư, Bảo Thanh và Vũ Quốc Trường khi nhân vật nhã Quỳnh Nga, người thứ ba xuất hiện nhằm phá hỏng gia đình nhỏ này. Trong tập gần đây, khi con của Vũ Thư là Cubon ra đời, càng góp phần đẩy thêm cao trào cho bộ phim. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh được cho là cái kết cho bản hợp đồng hôn nhân của Thư và Vũ. Theo đó, sau tất cả sóng gió, Vũ sẽ từ bỏ các mối quan hệ bên ngoài, cả hai sẽ trở về bên nhau, vun đắp một tổ ấm thực sự. Bức ảnh gia đình Thư Vũ cùng bé Bon cười tươi hạnh phúc bên nhau đã nhận được nhiều sự thích của khán giả. Bên cạnh việc các fan của phim Về nhà đi con mừng rỡ vì chuyện tình cảm của Thư và Vũ sẽ nhận được cái kết viên mãn, thì không ít người lại chú ý đến mái tóc và biểu cảm của Cubon. Trong hình, khi bố mẹ đã diễn rất nhiệt tình thì Cubon lại làm ngơ, mắt nhìn xa xa với biểu cảm hết sức gây cười. Chưa kể mái tóc dựng đứng của Cubon cũng khiến nhiều khán giả thích thú và để lại bình luận hài hước. Trước đó, nhiều tình tiết đã được tiết lộ. Trong một lần hẹn hò với Nhã, Vũ đã bị Linh bạn thân của Thư bắt gặp và hai bên xảy ra cãi vã. Vũ tức giận về nhà đòi kết thúc hợp đồng, Thư bế con về ngoại và nhận số tiền bồi thường. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thư, Vũ thoải mái đi cùng người tình, nhưng anh đã phát hiện ra nhiều điểm xấu của Nhã. Cô ả là người chảnh chọe khinh người, không khôn khéo và thoải mái như Thư. Anh chàng đã hối hận và gửi tin nhắn xin lỗi vợ, muốn cô quay lại. Nhưng vì tính tự cao, Vũ vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, muốn ký tiếp bản hợp đồng khác với giá trị gấp đôi. Nhưng Thư không đồng ý và muốn ra tòa để kết thúc mọi chuyện. Mọi chuyện ở trên cũng chỉ là dự đoán, còn thật hư câu chuyện ra sao, phải chờ phim lên sóng mới biết được. Phim Về nhà đi con phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày thứ 2, 6 hàng tuần trên kênh VTV1.